của Chúa. Là bởi vì Diễm Kiều á, phải nói rằng đó, bà có một cái giọng ca giọng quý mà không phải bây giờ dễ kiếm. Và bà có một cái tiêu chuẩn của một khuôn mặt cô đọc thương của cái lương, tức là buồn mà cũng nhanh. Nhưng mà nhịp của bạn thì lại nó phiêu bồng bụi bay quá. Cho nên là chúng tôi không biết như thế nào. Bởi vì giọng ca đó thì khó kiếm, còn nhịp thì có thể sẽ tập được. Nhưng mà trong cuộc thi này cái chuẩn đó thì bạn lại không được dành cho cái việc đó. Và tại vì chúng ta chơi thì không bằng với tất cả mọi người, cho nên chúng tôi cũng không biết như thế nào. Thì cái này là hên xui đối với bạn, phải không? Chứ còn cái giọng ca của bạn thì bây giờ khó kiếm lắm. Còn bạn hôm nay bạn ca tốt hơn cái lần vừa rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn xin nhắc bạn một chút xíu. Bạn mặc áo đầm rất đẹp, nhưng mà chúng ta ở trong cái chương trình chủ đề giọng cổ, tức là một cái văn hóa trầm lặng và một cái văn hóa rất sâu của Việt Nam, và một cái văn hóa mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng quý, nước ngoài càng quý hơn. Cho nên nhớ như bạn kéo dài hôm nay của Việt Nam chắc là sẽ tốt hơn. Thì lần sau chúng ta rút kinh nghiệm về nhé. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn những lời nhận xét của nhà sư ưu tú tiến sĩ Văn Tuyết.